Esports Awards là lễ trao giải thường niên dành cho những cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử nhằm tôn vinh những thành tựu trong ngành công nghiệp này, bao gồm những hạng mục dành cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng, sự sáng tạo, streamer, sản phẩm. Năm nay, giải thưởng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của giải thưởng diễn ra tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 24 tháng 8 vừa qua. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Los Angeles, Mỹ. Với chức vô địch Esports World Cup và World 2024, T1 và Faker đã đánh bại những đối thủ nặng ký khác để được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng nhất, đó là đội tuyển Esports của năm và tuyển thủ của năm. Faker một lần nữa chứng minh vị thế bất khả chiến bại của mình trong thể thao điện tử khi giành giải thưởng tuyển thủ Esports PC xuất sắc nhất năm lần thứ hai liên tiếp. Dưới sự dẫn dắt của Faker, T1 đã giành chiến thắng ngoạn mục tại hai giải đấu liên minh huyền thoại quốc tế. Anh còn thể hiện xuất sắc trong trận chung kết tổng tại World 2024 và được bầu chọn là Final MVP. Faker đã không thể có mặt trực tiếp tại buổi lễ trao giải, tuy nhiên anh vẫn xuất hiện thông qua video call để chia sẻ cảm xúc của mình. Chào mọi người, tôi là T1 Faker. Tôi vô cùng biết ơn khi được vinh danh là tuyển thủ eSports xuất sắc nhất năm. Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của các bạn và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự ủng hộ đó. Xin chân thành cảm ơn. Với màn chuyển nhượng đầy rắc rối và tranh cãi giữa T1 Zeus Doran Hangwalife vẫn còn đang giữ độ nhiệt dù đã kéo dài gần 4 ngày. Tất nhiên là kênh stream hàng đầu của VCS Hoàng Luân cũng không đứng ngoài cuộc với các content liên quan đến thương vụ. Thế nhưng Nam Bluebeam lại có xu hướng khá chủ quan trong các nhận xét của bản thân. Đồng thời anh tỏ rõ quan điểm đứng về phía Zeus và agency tuyển thủ này. Đồng thời có những nhận định khá một chiều nhưng lại theo hướng tiêu cực cho T1. Đặc biệt khi dịch phần phỏng vấn AMA của CEO T1 Joe Mark, không ít khán giả nhận ra Nam Bluebeam vẫn có thái độ cợt nhã. Đồng thời anh còn dịch sai hoặc thêm bớt trong một số câu trả lời của người đứng đầu T1. Với tư cách là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng Liên minh Việt, rõ ràng những chia sẻ có phần một chiều của anh, dù với mục đích nào cũng đã gây ra không ít phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, chính Hoàng Luân cũng khẳng định những bài dịch ngay trong stream của mình cũng đã thêm thắt, vì bản dịch chuẩn thì cộng đồng đã có thể tự xem trên mạng. Trong bối cảnh không ít các fan T1 vẫn đang vô cùng bức xúc vì cách hành xử của Phil Zeus, những chia sẻ của Hoàng Luân, dù với mục đích gì, đều không khác gì đổ dầu vào lửa. Nam Bluebeam đủ kinh nghiệm để nhận ra điều đó nhưng anh vẫn thực hiện, và ý kiến trái chiều là một lẽ tất yếu. Tuy nhiên những nhận định này cũng là giúp kênh của anh có thêm view cũng như lượng donate cao từ các bên ủng hộ Zeus. Do đó có lẽ Nam Bluebeam sẽ tiếp tục công việc và mặc kệ dư luận như rất nhiều lần trong quá khứ. Với những người hâm mộ LPL lâu nay thì IG là cái tên không hề xa lạ sau chiếc vô địch thế giới 2018, và sau nhiều năm sa sút về mặt thành tích, IG đã quyết định chơi lớn ở mùa giải tới khi đầu tư mạnh mẽ để mang về nhiều ngôi sao như The Shy, Rookie, Gala. Ngoài ra họ còn nhắm đến Sun để tăng cường lực lượng, nhưng điều này lại châm ngòi cho một drama chuyển nhượng của khu vực. Theo ghi nhận từ Sohu, câu chuyện này được phát hiện ra khi quản lý của IG, Gokui, bất ngờ nhận án cấm hoạt động từ phía ban tổ chức LPL. Sau khi làm việc với các bên có liên quan, Sohu phát hiện ra rằng vị quản lý này có hành động đi đêm với nhiều tuyển thủ nhằm lôi kéo họ gia nhập IG ở mùa giải tới. Một trong số đó có Sun của Bilibili nên hành động đi đêm này bị tố giác, thì vị quản lý của IG đã phải nhận án phạt thích đáng. Ngay sau khi án phạt được đưa ra, Sun nhiều khả năng cũng không trụ lại Billy mà sẽ tìm bến đỗ mới. Có lẽ anh đã không còn được phép Billy tin tưởng sau vụ việc trên. Hiện đang có rất nhiều tin đồn về việc Sun sẽ gia nhập JDG sau khi đội tuyển này chia tay với đội hình cũ. Về phía Billy, khả năng rất cao là Wei sẽ trở thành người đi rừng chính của đội tuyển này. Xét một cách công bằng, Sun là một tuyển thủ xuất sắc và đã gắn bó với đội hình Billy nhiều năm. Hơn nữa bên cạnh yếu tố chuyên môn thì anh cũng là người có vai trò quan trọng trong việc động viên tinh thần cả đội. Vì vậy, việc Sun nhiều khả năng không còn gắn bó với Billy sẽ khiến đội tuyển này gặp vấn đề về mặt tinh thần. Ngoài ra, màn trình diễn của Sun tại giai đoạn Playoff World 2024 vừa qua là không tồi chút nào. Rõ ràng việc để một người chơi vừa hiểu mình, vừa có khả năng thi đấu xuất sắc như Sun ra đi là một thiệt thòi lớn với Billy. Nếu tuyển thủ này gia nhập JDG và quay trở lại gieo sầu cho Billy ở mùa giải tới, thì đó chẳng khác nào một thảm họa với đội tuyển này. Có lẽ những người hâm mộ Billy chỉ còn biết hy vọng rằng Wei sẽ thi đấu tốt và giúp đội tuyển này tránh khỏi những viễn cảnh tăm tối mùa giải sắp tới. Sau 3 năm chia tay DK để chuyển sang chơi cho Dragon và Katie Roster, Barrow quyết định trở về mái nhà sư DK trong năm 2025. Hỗ trợ hai lần vô địch thế giới sẽ tái ngộ với người đồng đội cũ Showmaker với nhiều nhân tố trẻ khác như Lucid hay Siwoo. Trước khi nói về quyết định này, Barrow cũng có màn review ngắn gọn về hành trình của mình trong năm qua cùng Katie. Anh cho biết hơi tiếc khi không thể cùng các đồng đội đến The World 2024. Cho dù đó là giải LCK mùa xuân, mùa hè hay vòng loại khu vực, lẽ ra chúng tôi phải thắng những trận đấu này mà lẽ ra chúng tôi phải có mặt ở đó. Nếu điều đó xảy ra thì nhiều chuyện đã khác. Thật tiếc khi tôi không thể đến World cùng các đồng đội của KT. Tôi nghĩ nếu mình được tham dự, chúng tôi sẽ thể hiện rất tốt. KT có thể đánh bại những đội mạnh nhưng lại thua các đội yếu đều có nguyên nhân cả. Chúng tôi bị các đội yếu đánh bại vì thiếu khả năng triển khai chiến thuật ở giai đoạn đầu.
Chúng tôi đã không làm tốt điều đó ngay từ giai đoạn luyện tập, mặc dù Dev đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nghiên cứu chiến lược. Về việc đánh bại những đội mạnh như Genji là do sự nỗ lực tìm ra điểm yếu của bọn họ, một đội tuyển gần như bất bại trong năm qua. Một lần nữa thì Dev cũng là người đưa ra rất nhiều ý tưởng, còn khi chơi với Hanwha, nếu đối thủ không chọn Sivana thì không biết có thua chúng tôi không nữa. Sau khi chính thức hết hạn hợp đồng với KT, Barrow cũng đã suy nghĩ nhiều, cân nhắc về những lời đề nghị khác nhau và quyết định trở lại DK. Khi lịch trình mùa giải 2024 kết thúc, tôi đang thảo luận về kế hoạch cho năm tới với các công ty đại diện và thậm chí còn cân nhắc đến việc trở thành một huấn luyện viên. Nhưng xét về lâu dài, tôi cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu tiếp tục làm tuyển thủ. Tôi đã cân nhắc nhiều lời đề nghị khác nhau và sau khi xem xét, tôi cho rằng trở lại DK là một sự lựa chọn tốt nhất. Thực ra tôi cũng khá phân vân vì các đội khác cũng đưa ra những điều kiện tốt. Tôi cũng đã xin lời khuyên từ Dev và Danny. Anh ấy bảo rằng trong giới eSports điều quan trọng nhất vẫn là thành tích và tiền bạc. Cuối cùng sau khi bàn bạc với gia đình, tôi chọn DK. Tôi muốn đạt được kết quả tốt và có một kết thúc thật hoàn hảo. Khi drama chuyển nhượng T1 Just Doran bùng nổ thì đến hiện tại vẫn đang gây tranh cãi. Một vị tướng bất ngờ cũng bị vả lây. Đáng nói cái tên này vốn đã rơi xuống vực sâu sau khi 3 tập mới của Arcan 2 phát sóng tuần trước, đó là Jayce, một trong những nhân vật chính của Arcan và là vị tướng gắn liền với Just. Cách đây một tuần, Jayce đã trở thành cái tên bị cộng đồng toàn thế giới tranh cãi nhiều nhất sau cú bắn cầu sấm thẳng vào người Victor. Nhiều ý kiến chỉ trích Jayce dù rằng vẫn chưa biết anh đã nhìn thấy gì sau khoảnh khắc du hành thời gian cùng Hardcore. Tuy nhiên thời điểm đó có không ít khán giả vẫn bảo vệ Jayce và tin chắc ra kiểu gì cũng cho vị tướng này một kịch bản đẹp. Nhưng khi drama chuyển nhượng T1 Just Doran bùng nổ, nhiều ý kiến nửa đùa nửa thật nhận định Jayce từ nay xem như chấm dứt tương lai, ít nhất là với các fan T1. Bởi lẽ vị tướng này không chỉ là signature champion của Just mà còn sở hữu hai skin T1, một bản thường và một bản hàng hiệu cho danh hiệu Final MVP của tuyển thủ này. Có thể nói chiếc vô địch thế giới 2023 của T1 đã đưa Jayce lên một tầm cao mới, thì nay lại khiến nhiều game thủ có cảm xúc lẫn lộn với tướng này. Đã có nhiều game thủ tuyên bố từ nay sẽ không đụng vào skin T1 Jayce, trong khi có người cảm thấy vô cùng chán ngán khi phải lựa chọn vị tướng này. Nhưng cũng có một người khác chia sẻ, hy vọng Arcan 2 sẽ cứu phần nào cho Jayce giờ ở đáy xã hội rồi. Chưa ai rõ vị tướng này có được Riot cứu hay không, nhưng thực sự là một tình huống dở khóc dở cười với các game thủ ưa chuộng Jayce.